Thưa quý vị, thưa các bạn, vào ngày 13 tháng 10, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Thầy Thành đã tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2022. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí Thư, Chủ tịch Ủy ban Dân huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có các đồng chí thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các xã thị trấn. Tại buổi làm việc, các thành viên của Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện cũng đã tham gia thảo luận một số vấn đề như kinh nghiệm khám tuyển sức khỏe trong tình hình dịch bệnh Covid-19, công tác đảm bảo quân số giao nhận quân, tuyên truyền tuyển quân, công tác tuyển quân sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Số công dân trong độ tuổi đi làm ăn xa ở các tỉnh còn nhiều chưa về được địa phương, phương án xử lý đối với những công dân không chấp hành đúng luật nghĩa vụ quân sự. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện nhấn mạnh để đảm bảo cho công tác tuyển quân, cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể từ huyện đến xã và các thôn, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tuyên truyền vận động công dân trong độ tuổi chấp hành nghiêm luật nghĩa vụ quân sự. Sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện với các xã thị trấn, giữa Ban chỉ huy quân sự huyện với các ban ngành đoàn thể trong thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, công tác khám tuyển sức khỏe công dân hiệu quả ngay tại cơ sở lấy hiệu quả công việc để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát xử lý nghiêm, các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở công tác thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện chủ động bám sát nắm chắc tình hình địa phương được phân công, theo dõi chỉ đạo giúp Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã thị trấn, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được sao, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2022.